Kính thưa toàn thể quý vị cùng toàn thể hội diễn, và ngay sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể hội diễn đến với đơn vị xã Hồng Phong. Và sau đơn vị xã Hồng Phong là xã Tân Quang Trường Hồng. Chim sơn ca của hương đồng gió nổi, Hải là chiến sĩ dây đảo sơn ca. Họ yêu nhau say đắm, tình yêu của họ vượt cả không gian thời gian đến với nhau. Lộc là con nhà giàu tìm đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thắm. Thưa quý vị, có một thời bọn nhà giàu bất lương tung ra một luận thuyết: cái gì không thể mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Thật là đê tiện. Máu đào của 64 chiến sĩ trên đảo Cạn Ma nhuộm đỏ vòng tròn bất tử kia thì cái giá của nó là bao nhiêu? Tình yêu của Thắm và Hải sẽ ra sao? Xin mời quý vị thưởng thức vở chèo Sơn Ca Ra Đảo, tiết mục tự biên tự diễn của tác giả Lê Thắng, đội văn nghệ thôn Động Trạch, xã Hồng Phong trình diễn. Sau đây là bản phân vai. Thu Mày trong vai Thắm được ví là con chim sơn ca của làng văn hóa. Sĩ Cần trong vai Hải, người yêu của Thắm, đang làm chiến sĩ hải quân trên đảo. Trọng Kiệm trong vai Lộc, con nhà giàu muốn chiếm đoạt Thắm. Huy Hiểu Trần Đăng Khoa, chiến sĩ hải quân trên đảo. Thúy Sinh bà mối song mai, Thúy Ngừng cán bộ ủy ban nhân dân xã, cùng một số diễn viên múa phụ họa. Vở chèo xin được bắt đầu. Thank you.
anh như con tàu lắng sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Nỗi nhớ thương của thắm và hải đôi khi diễn ra trong mộng tưởng. Những dải lụa xanh tượng trưng cho những con sóng và những cánh chim hải âu trao hiệu. Hải hiện lên trong tình yêu của thắm mới lung linh sáng đẹp làm sao. Em ơi, anh đang đứng dưới tán vàng quả vuông và cây đang ba khí về em đây. Lá thư em anh mới nhận chiều qua, sao mà thương bên vậy? Anh đọc trăm lần, anh đọc trăm lần mà vẫn khát tình em. Thư em viết, đời anh vội mùa xuân sao chẳng thấy anh trở lại, chỉ thấy chim em về và hoa đào vẫy mãi ngất một lù trên cành. Gửi tin vào thương nhớ, em để dành mùa xuân đời anh về hãy là ở nơi chân trời góc bể. Anh vẫn hình dung cô thôn nữ của anh, miệng cười như thể hoa ngâu, chiếc khăn đồi tàu như thể hoa sen. Em đúng là hạt gạo tam xoan của quê ta đó. Mượn cánh nghi chim ấy như chim biển đi hải ơi.
bà đến đâu rồi? Lòng tôi đây nóng như lửa đốt. Hiện tôi không thiếu vàng, tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu con chim sơn ca ấy thôi. Ôi, con chim sơn ca của hương đồng gió lồi, tiếng hát nhất làm say đắm lòng tôi. Đêm bao đêm tôi khắc khoải bồi hồi, mơ dáng em về trong đêm muôn nễ. Ngôi nhà ba tầng cậu mua ở thị trấn sẽ thành cửa hàng lộng lẫy nguy nga, và chim sơn ca sẽ lộn nà hai bà quản gia. Khi đêm xuống, con chim sơn ca sẽ hót riêng cho hàng tử độc mía. Bây giờ bà chị kế hoạch cho tôi nghe, kế hoạch càng đắt thì càng đắt tiền. Tôi thông tin cho bà hay, chị gái tôi ở bên Đức sẽ bay về dưới hút đấy, và điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ có nhiều tiền, và bà sẽ được thưởng nhiều tiền, nhiều tiền. Vẫn biết rằng cái đôi đấy lặng lòng với nhau lắm, nhưng người đời đã nói, lặng vì gạo, bạc vì tiền. Muốn nhân viên cứ lấy tiền mà chắc cái. Thôi thao tin khắp xóm dưới làng trên, cứ cho họ hàng của hai đứa là tôi bắn tin rằng chúng quan thắng đã. Tham tiền nhận lời lấy cầu, chúng sắm sân ga gói đẹp và còn chụp ảnh với nhau, trao nhẫn cưới cho nhau. Thêm này cái mà biết được sẽ vô cùng tức giận. Người đàn ông nào biết người yêu của mình mà đi với người đàn ông khác thì có mà biết tốt thì có à biết tốt. Bà giỏi quá đi, đúng là bố thuốc. Bố dìu dư luận trên này sẽ là cho con thắng khéo dụ. Lúc ấy ta sẽ nâng cô ấy lên và ngã vào vòng tay lọc thiệt siêu chưa. Bà điều bà ơi, sao trùng với ý nghĩa của tôi vậy? Ngôi nhà ba tầng trên mặt phố sẽ trở thành của hàng lộng lẫy nguy nga. Thăm sẽ con gà trong tay bà quán ra, và đêm sau con chim sơn ca sẽ hót riêng cho hoàng tử lộc. Ôi, thật là tuyệt chiêu! Đây là tiền đặt cọc 10 triệu. Đến ngày đã ký kết hôn, tôi sẽ đưa tiếp 10 triệu. Còn đêm hôn lễ của tôi sẽ có người quàng vào cổ bà. Sợ dây chuyền lắm chỉ có sao không? Ôi trời ơi, cậu là phụ quả mà người ta gọi cậu là công tử quả không sai. Dạ thế anh cả, tôi là người yêu của, à không, tôi là anh công tác của thăm. Thế đồng chí là ai? Tôi là Trần Đăng Khoa, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca. Ôi, nhà thơ. Không, tôi không phải là nhà thơ, nhưng tôi chính là Trần Đăng Khoa. Bố tôi là chiến sĩ trên đảo Sơn Ca. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đến thăm đảo vào đúng ngày mẹ tôi cho tôi chào đời. Bố tôi sướng quá, đặt ngay cho tôi là Trần Đăng Khoa. Tôi lớn lên trong hồn đã có sắc phố từ trong bụng mẹ. Khi trở thành chiến sĩ hải quân trên đảo, tôi sẵn sàng tuyên bố đảo là chiến hạm, không bao giờ nằm. Đảo chính là tổ quốc đã dâng leo. Có lúc nào đồng chí thấy buồn và cô đơn không? Cái anh phải hỏi chính anh chứ. Nếu anh không để chúng tôi buồn thì làm sao chúng tôi lại cô đơn? Đảo tiền tiêu bao giờ sống trong lòng đất mẹ. Dù chỉ có đàn guitar một giây, lính đảo vẫn hát tình ca. Anh đi con tàu lặng sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Ở nhà anh có thấy thằng ca lộc không? Cái thằng ca nhà giàu ấy đeo cái sợi dây chuyền vàng to như xích chó, nhưng trí tuệ thì bé lắm. Bé ơi là bé. Sao? Sao đồng chí biết? Ở đảo cái gì chúng tôi cũng biết. Việt Nam là của quân đội nhà chúng tôi đấy. Tết đến mọi người xách túi ra về thì người lính đảo lại khoác ba lô ra đi,
người ta gọi đó là cuộc hành trình ngược chiều ở nơi xa xôi, muôn trùng sóng gió, cách xứ biển trời. Vậy mà cái thành ra nhà giàu ấy lại giả trò, lại tranh cướp hạnh phúc của người lính. Đó là tội đối, đó là tội ác, đó là sự thất hẹn, vô lương. Hắn đã cổ hỗn người đảo chúng tôi như thế đấy, có đáng cho hắn một bài học không? Thắm là con chim sơn ca của hút đồng gió lội, chiếc lồng vàng nào sẽ đón được thắm đây? Ôi, chiếc lồng vàng của tôi, à hết! Chúng tôi là chiến sĩ hải quân trên đảo, kẻ thù nào xâm phạm lãnh hải là chúng tôi quanh, quanh! Chiến sĩ hải đảo, tay sắt mắt thần, sức mạnh ngàn cân, bản thân trên đảo, trách nhiệm với tổ quốc, lặng như núi Thái Sơn. Vậy mà cái thằng cha nhà giàu lại dở trò bất lương đê tiện, anh thấy hắn có hiểu hay không? Chào anh Khoa, chào chị Thắm, mời anh Lộc và bà Bố Mai vào đây cùng nghe. Sorry.
À con ơi, con chim sông ca của nàng văn hóa quê ta bấy lâu nay mang giọng hát ngọt ngào tô điểm cho bức tranh nông thôn mới. Ngày mai đây sơn ca ra đảo và tiếng hát chèo vang lên chiêu biển trời hải đảo cổ vũ cho người anh hùng nàng. Dừng ở chỗ nào? À dừng ạ. Để có cái lưu không ai gì cơ. Phát trực tiếp à? À, dừng là thôi luôn.